Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, lãnh đạo hải quân của Trung Quốc và 29 quốc gia khác, bao gồm Mỹ, đã tề tự tại thành phố cảng Thanh Đảo ngày 21 tháng 4 cho Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương WPNS diễn ra 2 năm một lần. Hội nghị WPNS năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc với các nước trên Biển Đông gia tăng. Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương VKPNS năm 2024 do Trung Quốc làm chủ nhà, kéo dài từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 4 với sự tham dự của lãnh đạo hải quân 29 nước khác, bao gồm Úc, Campuchia, Chile, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Anh. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô Đốc Stephen Coelho sẽ đại diện Mỹ tham gia, theo hãng tin Reuters các quan chức có một số cuộc đàm phán kín vào ngày 22 tháng 4, cùng các hội thảo về những chủ đề như giải quyết các thách thức an ninh hàng hải. Họ cũng sẽ thảo luận về quy tắc ứng phó với các va chạm ngoài ý muốn trên biển. Một bộ hướng dẫn được xây dựng cách đây một thập kỷ nhằm giảm căng thẳng giữa các lực lượng hải quân trên biển. Bộ quy tắc này vẫn chưa được bổ sung các hình thức chiến tranh mới, trong đó có chiến tranh sử dụng thiết bị không người lái. Theo Reuters, WPNS bắt đầu chung với cuộc tập trận chung quy mô lớn hàng năm giữa Mỹ và Philippines đây sẽ là lần đầu tiên tập trận diễn ra bên ngoài lãnh hải Philippines. Trước đó, người phát ngôn Tian Juli của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc cho biết, đã tiến hành cuộc tập trận cách đây 2 tuần, bao gồm các hoạt động tuần tra của máy bay chiến đấu, các cuộc đột kích chung trên không và trên biển, cũng như lập đội hình tuần tra của các tàu chiến. Đợt diễn tập của Trung Quốc diễn ra cùng lúc với hoạt động diễn tập của Philippines và các đồng minh Mỹ, Nhật Bản, Úc tại Biển Đông. Các hoạt động diễn ra trong bối cảnh Philippines có cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ, Nhật Bản để bàn về những căng thẳng tại khu vực thời gian qua. Theo tuyên bố của quân đội Philippines, các bên đã tiến hành một cuộc diễn tập liên lạc, chiến thuật sư đoàn hoặc diễn tập canh gác để tăng cường hợp tác trong chiến đấu hải quân. Đại sứ quán Nhật Bản tại Manila cho biết, cuộc tập trận chung còn bao gồm cả huấn luyện tác chiến chống tàu ngầm. Hồi đầu tháng 3, trong bài đăng trên mạng xã hội X, tướng Jay Tarelia, phát ngôn viên lực lượng cảnh sát biển Philippines cho biết, tàu hải cảnh Trung Quốc và các tàu khác đã cơ động nguy hiểm cản đường tàu công vụ BRP Sindangan của nước này trên Biển Đông. Tướng Tarelia cho hay, va chạm đã xảy ra giữa tàu BRP Sindangan và tàu hải cảnh mang số hiệu 21555 của Trung Quốc, khiến tàu cảnh sát biển Philippines bị hư hại nhẹ. Sự việc xảy ra khi các tàu hải quân và cảnh sát biển Philippines đang hỗ trợ hai tàu hợp đồng dân sự làm nhiệm vụ tiếp tế cho chiến hạm BRP Sierra Madre tại bãi cỏ mây. Hải cảnh Trung Quốc đã ra tuyên bố cho biết, lực lượng nước này đã thực hiện các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn tàu Philippines tiến vào vùng biển gần bãi cỏ mây. Máy bay không người lái UAV giá rẻ được triển khai ở chiến trường Ukraine đã làm thay đổi giao tranh hiện đại. Ban đầu, UAV mang lại lợi thế cho quân đội Ukraine trên chiến trường khi Kiev bị Nga áp đảo về quân số và hỏa lực. Tuy nhiên, Moscow đã nhanh chóng bắt kịp và bắt đầu sản xuất UAV hàng loạt. Binh sĩ có bí danh là Nepal, 32 tuổi, điều khiển UAV của lữ đoàn 45 Ukraine cho biết, số lượng lớn UAV trên chiến trường có nghĩa là trận địa gần như được phơi bày rõ ràng cho cả hai bên. Còn anh Stanislav, 35 tuổi, binh sĩ Ukraine chỉ huy một đơn vị UAV ở chiến trường miền đông Ukraine, cho biết, khu vực bán kính 10 km do lữ đoàn của anh và hai lữ đoàn khác kiểm soát, có thể có 100 UAV trinh sát và tấn công thường xuyên bay qua bay lại. Anh Stanislav chia sẻ, điều khó khăn nhất để xác định đó là UAV của Ukraine hay Nga. Khi bạn nhìn thấy 10 UAV trên bầu trời, không có cách nào để biết liệu đó là UAV của chúng tôi quay trở lại sau chuyến trinh sát trên lãnh thổ do Nga kiểm soát, hay đó là UAV của Nga đang đến do thám hoặc tấn công Ukraine. Mặc dù các hệ thống gây nhiễu mà anh Stanislav sử dụng, do công ty Kvetus của Ukraine phát triển giúp làm gián đoạn hoạt động UAV Nga, nhưng chúng cũng cản trở hoạt động của chính đội UAV của Anh khi các UAV hai bên có cùng tần số. Với việc có quá nhiều tín hiệu UAV anh Stanislav mong muốn có một nút ấn ma thuật nào đó để phá toàn bộ chúng. Nhưng với UAV sử dụng giải tần số ngày càng rộng thì chưa có công nghệ nào làm được điều đó. Lực lượng Ukraine trong nhiều tháng từng tận dụng ưu thế với drone mang thuốc nổ, đóng vai trò như tên lửa tự chế. Loại vũ khí này được đánh giá phần nào thay thế hiệu quả đạn pháo mà Ukraine đang cạn. Tuy nhiên, các đơn vị Ukraine đang đối mặt với nhiều ngày tồi tệ khi hệ thống tác chiến điện tử trở thành một trong những vũ khí đáng gờm nhất của quân đội Nga sau nhiều năm họ mài rũa năng lực của chúng tác chiến điện tử vẫn là bàn tay vô hình tác động đến toàn bộ xung đột Nga-Ukraine, giống như bất lợi về quân số và nguồn cung đạn dược. Ukraine thất thế trước Nga trong lĩnh vực tác chiến điện tử. Nga sở hữu nhiều thiết bị gây nhiễu có khả năng vô hiệu hóa tín hiệu của Ukraine bằng cách phá sóng trùng tần số với công suất cao hơn. Các binh sĩ, chỉ huy và chuyên gia Ukraine nhận định năng lực gây nhiễu của Nga đang gây căng thẳng trong nguồn cung drone hạn chế của nước này, có khả năng buộc họ phải từ bỏ một loại vũ khí quan trọng. Trong khi đó, Nga đang sản xuất drone nội địa với số lượng lớn hơn Ukraine. Quân đội Ukraine mô tả vận hành drone và hoạt động tác chiến điện tử giống mèo vần chuột. Khi một bên thay đổi công nghệ như dùng tần số điều khiển khác hoặc hệ thống gây nhiễu mới, bên kia sẽ bắt kịp sau vài tuần đến vài tháng. Bộ Quốc phòng Nga trong cuộc họp gần đây cho biết, lực lượng Nga đã thực hiện 34 cuộc tấn công tổng hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng, doanh nghiệp công nghệ quân sự, cơ sở hạ tầng đường sắt, hệ thống phòng không, kho vũ khí và cơ sở lưu trữ nhiên liệu cho khí tài quân sự của Ukraine. Đây là hành động đáp trả những nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm gây thiệt hại cho các cơ sở công nghiệp và năng lượng của Nga. Trong cuộc họp khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm lực lượng Zapad của Nga đã cải thiện tình hình dọc mặt trận theo hướng Kupiansk và gây tổn thất cho nhiều lữ đoàn của lực lượng Kiev ở gần Kupiansk, Sinkovka Zagorykovka, Kotlyarovka và Stenmakovka. Theo hướng của Donetsk, nhóm lực lượng Yuk của Nga đã chiếm giữ các tuyến có lợi hơn và gây tổn thất cho lực lượng Kiev ở gần Belogorovka, Rasdolovka, Orekhovo, Vasilyovka, Bogdanovka, Klitschivka và Kuryomovka. Ở hướng Adivka, nhóm lực lượng Toshen của Nga đã kiểm soát Pervomaiskoye và tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm này cũng đã đẩy lùi 53 cuộc phản công do 9 lữ đoàn khác nhau của Ukraine tiến hành ở gần Leninskoye, Novogorodskoye, Novokalinovo, Berdychi, Umanskoye và Netailovo. Trên hướng Nam donets và hướng Kherson, lực lượng Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật và tấn công nhiều lữ đoàn cơ giới, gây tổn thất đáng kể cho lực lượng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo trong cuộc họp rằng lực lượng tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái của các nhóm lực lượng Nga đã phá hủy 3 máy bay chiến đấu MiG-29 và 4 máy bay vận tải quân sự AN-26 của không quân Ukraine tại một sân bay. Hai máy bay dẫn đường mục tiêu, bốn bệ phóng tên lửa phòng không S-300 và một bệ phóng tên lửa phòng không iris -T do Đức sản xuất. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 10 tên lửa chiến thuật tác chiến Atak ms do Mỹ sản xuất, 6 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất, hai tên lửa chống bức xạ HAMS do Mỹ sản xuất, 4 máy bay mồi nhử MALD do Mỹ sản xuất, hai tên lửa chiến thuật Tochka-U và 1.278 máy bay không người lái. Gần đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phá hủy hầu hết các nhà máy nhiệt điện của Ukraine trong thời gian qua. Ông cảnh báo nguy cơ Nga có thể tấn công cơ sở hạ tầng của các nhà máy điện hạt nhân Ukraine trong thời gian tới và đề nghị phương Tây viện trợ thêm cho Kiev các hệ thống phòng không hiện đại. Ông Zelensky nói, Nga không từ bỏ việc đe dọa tới sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Chúng tôi không loại trừ khả năng cơ sở hạ tầng của các nhà máy điện hạt nhân và mạng lưới truyền tải năng lượng khác của chúng tôi cũng bị Nga tập kích. Ông Zelensky cũng nhắc lại sự cần thiết của Ukraine trong việc tăng cường khả năng phòng không. Ông nhấn mạnh, điều này chỉ có thể được ngăn chặn bằng hệ thống phòng không, bằng các hệ thống cụ thể như Patriot, Iriste, Shamte, Nasham mà phương Tây đang sở hữu. Ukraine cần chúng vào lúc này. Người dân nhiều thành phố miền đông Ukraine chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất xảy đến khi lực lượng Nga gia tăng sức ép tiến công Maxim Jabelia, tổng biên tập tòa soạn báo ở miền đông Ukraine cho biết, gần đây Nga ngày càng đạt thêm bước tiến trên chiến trường, chiến tuyến ngày một tiến sát hơn. Trong khi Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishkin nói, tình hình ở mặt trận miền đông tồi tệ hơn khá nhiều trong những ngày gần đây. Lực lượng Nga đang tập trung cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine bằng cách sử dụng hàng chục xe tăng, thiết giáp. Sau khi kiểm soát thành phố Adipka, Nga đang tăng cường tấn công các địa điểm trên tiền tuyến dài khoảng 1.000 km. Theo lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, lực lượng Ukraine đang chạy đua củng cố phòng tuyến và tuyên bố sẽ cố gắng cầm cự. Tuy nhiên, quân đội Nga đã sử dụng bom lượn, tên lửa và pháo hạng nặng với sức tàn phá khủng khiếp để vượt qua hàng rào này. Theo Business Insider, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dường như đã ám chỉ rằng Nga có ý định sẽ tấn công thành phố Kharkov ở phía đông bắc Ukraine theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ, điều khiến ông trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của Điện Kremlin, công khai xác định thành phố lớn thứ hai của Ukraine là mục tiêu tiềm năng. Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Nga, ông Lavrov cho biết, Kharkov có vai trò quan trọng trong kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tạo ra một vùng đệm phi quân sự để bảo vệ các khu vực biên giới Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định với tờ Bill của Đức vào đầu tháng này rằng Kharkov là một trong những thành phố lớn của Ukraine và nó có ý nghĩa biểu tượng lớn lao. Ông khẳng định Kiev đang làm mọi thứ có thể để ngăn các lực lượng của Nga tiến công và giành quyền kiểm soát thành phố lớn thứ hai Ukraine này. Tuy nhiên, việc Ukraine có thể cầm cự ở Kharkov trong bao lâu và nếu Nga đặt thành phố này vào tầm ngắm là những câu hỏi ngày càng cấp bách. Theo ông Jacob Parakilas, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức Rand nói rằng với việc Kharkov cách biên giới Nga chỉ hơn 30 km một cuộc tấn công tiêu hao đồng nghĩa với việc Moscow sẽ có thể kiểm soát thành phố này trong vài tháng. Ông Parakilas đánh giá có một số dấu hiệu báo trước cho cuộc tấn công của Nga vào Kharkov. Điện Kremlin đang giành thế chủ động trên chiến trường nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tiến hành các chiến thuật binh chủng hiệp đồng hiệu quả. Hiện chưa rõ có phải Moscow sẽ ưu tiên giành quyền kiểm soát Kharkov hay không khi phải kéo nguồn lực khỏi các cuộc tấn công ác liệt ở khu vực Donetsk và các chuyên gia phương Tây đang hoài nghi về việc Moscow có thể theo kịp nhịp độ các chiến dịch ở phía đông trong khi tiến hành thêm một mũi tiến công ở phía bắc gần Kharkov. Theo đại tá Andriy Jadubini thuộc nhóm chiến đấu Khotysia của Ukraine nói rằng nỗ lực chính của Nga là ở Donbass. Tuy nhiên, chúng ta không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào. Dù vậy, ông Jadubini cho biết do vị trí của Kharkov gần biên giới nên khu vực này hứng chịu hỏa lực từ Nga gần như mỗi ngày Kharkov bị tấn công bởi các loại bom trên không dẫn đường và nhiều loại tên lửa khác nhau. Các quan chức Ukraine đã nhiều lần kêu gọi phương Tây hỗ trợ thêm các hệ thống phòng không. Ông Zadubini nhận định đây là những phương tiện thiết yếu để bảo vệ bầu trời Kharkov.